Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay khu vực phía Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa đang tồn tại một vùng mây đối lưu gây mưa rông mạnh. Chiều và đêm 28 tháng 6, vùng mây đối lưu này tiếp tục hoạt động và có khả năng mạnh lên thành vùng áp thấp gây mưa rông mạnh trên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Ngoài ra, khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, để phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 mét. Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Trước đó, dự báo xu thế thời tiết đến ngày 20 tháng 7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trên Biển Đông có khả năng xuất hiện một hai cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Cơ quan khí tượng cảnh báo các hiện Tượng thời tiết nguy hiểm như bão áp thấp nhiệt đới, gió mùa tây nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực biển Đông. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết trong tháng 6 năm 2024. Về xu thế nhiệt độ, nền nhiệt trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ âm 0 cộng độ C, riêng khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có nơi cao trên 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 10 đến 30% so với trung bình nhiều năm, các khu vực khác phổ biến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong thời kỳ dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có nhiều ngày mưa. Từ nay đến ngày mùng 10 tháng 6, những khu vực trên có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng. Tại các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn cả về diện và lượng mưa. Về thời tiết nguy hiểm trên biển, sau bão số 1, trên biển Đông có khả năng xuất hiện thêm một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới nhưng xác suất chưa cao. Trước đó, trong bản tin dự báo xu thế khí hậu thời hạn mùa, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo sau bão số 1, từ nay đến tháng 8 năm 2024, trên biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 2 đến 4 cơn bão áp thấp nhiệt đới. Trong đó có khoảng một cơn đổ bộ vào đất liền. Số lượng bão áp thấp nhiệt đới trong giai đoạn tháng 6, Tháng 8 trung bình nhiều năm trên Biển Đông từ 5 đến 6 cơn, đổ bộ vào Việt Nam khoảng 2 cơn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 1 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc, 112,6 độ Kinh Đông trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km h Giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ 10 km/h. Đến 1 giờ ngày mùng 2 tháng 6, vị trí tâm áp thấp ở 24,7 độ vĩ bắc, 114,5 độ kinh đông, trên đất liền phía đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông mạnh chiều và tối nay, mùng 1 tháng 6 còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Nhận định tình hình khí tượng thủy văn tuần tới trên các khu vực như sau. Khu vực Bắc Bộ, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 6, có mưa rào và rông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn. Từ chiều tối ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 6, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 6, có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 6, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên phổ biến từ 1 đến 3 m. Khu vực Trung Bộ, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 6, ngày nắng, riêng từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tháng 6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rông cục bộ. Từ đêm mùng 4 đến mùng 7 tháng 6, Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rông cục bộ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mực nước các sông ở khu vực Trung Bộ biến đổi chậm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm, các sông Nam Bộ giao động theo thủy chiều. Khu vực Hà Nội, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 6 có mưa rào và rông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn. Từ chiều tối ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 6, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rông rải rác. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 6 có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, Malaysia, nên trong đêm mùng 1 và sáng ngày mùng 2 tháng 6, trên vùng biển phía tây bắc của Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8 giật cấp 10, sóng cao từ 2 đến 4 m. Từ ngày mùng 2 tháng 6 đến ngày mùng 3 tháng 6, độ cao sóng tại khu vực bắc và giữa biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có xu hướng giảm dần, dao động từ 1,5 đến 2,5 m. Từ ngày mùng 4 tháng 6 đến ngày mùng 7 tháng 6, độ cao sóng tại các vùng biển có xu hướng ổn định, dao động từ 1 đến 2 m riêng khu vực đông bắc của Bắc Biển Đông, sóng duy trì từ 1,5 đến 2,5 mét. Vào 1 giờ sáng 31 tháng 5, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 7, 39 đến 61 km h giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày mùng 1 tháng 6, Tâm bão trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc đông bắc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Đến 1 giờ ngày mùng 2 tháng 6, tâm vùng áp thấp trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với cường độ giảm xuống dưới cấp 6, giật cấp 8. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5 đến 3,5 mét. Khu vực phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Trên đất liền, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nối với rãnh thấp nên mưa đã xuất hiện ở nhiều nơi. Đêm 30 tháng 5, khu vực Tây Bắc và Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Hôm nay tại miền Bắc, mưa chỉ còn ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ vào buổi sáng, sau đó giảm mưa, trời mát, nhiệt độ cao nhất ngày từ 30 đến 33 độ. Sáng 31 tháng 5, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Từ chiều mưa giảm dần, đợt nắng nóng mấy ngày qua chấm dứt. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong chiều và tối 31 tháng 5, có mưa rào và rông rải rác, cuộc bộ có mưa to, với lượng mưa 15 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to đến rất to.